Chúng ta đang bước vào một cái thời khắc đặc biệt. Ngày này mười mấy năm về trước. Mười mấy năm thôi các bạn ạ. Có một cô gái đã chào đời. Khi mà cô ấy chào đời, thay vì người ta khóc thì cổ hát. Và ngày hôm nay nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười mấy của cổ. Và đó là Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! Ai hát vậy? Ai hát nghe giọng đó. Mừng sinh nhật của Ly. Mừng ngày đó Ly sinh ra đời. Happy birthday to Ly. Vâng, thật ra thì đúng ngày là ngày mai lận. Mà hôm nay chắc là rò rỉ thông tin. Cho nên là công ty Điền Quân, trước tiên là cảm ơn công ty Điền Quân. Rồi cảm ơn cái người mà bưng bánh lên đầu tiên là Đại Nghĩa. Cảm ơn Tâm, cảm ơn Dũng nhiều. Cảm ơn tất cả các ekip của công ty Điền Quân, cũng như tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây, các bạn có mặt ở đây. Cẩm Ly thì ít khi nào tổ chức sinh nhật lắm. Từ nhỏ tới lớn không có tổ chức sinh nhật. Nhưng mà người ta tổ chức giùm thôi. Đúng rồi đó Tâm. Mà hầu như là được fan tổ chức thì đúng hơn. Cái đó thì nó cũng là đôi khi trong công việc mệt mỏi nó cũng có đó một cái niềm vui nho nhỏ. Cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Cầu nguyện hả? Cầu nguyện, cầu nguyện. Hết giờ. Một lần nữa chúng ta chúc mừng sinh nhật chị Tư Cẩm Ly nha. 2, 3. Happy birthday. Nói nghe nè, cái bánh nhỏ nguyên trường quay này ăn không đủ. Cái bánh hơi bị nhỏ. Không sao đâu, mỗi người lấy tay quẹt miếng quẹt là no miếng ha. Dạ. Okay. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt khi mà ca sĩ Cẩm Ly là khách mời của chương trình Phiên Bản Hoàn Hảo. Và ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của chị Ly. Hôm nay thì tất cả mọi người sẽ đại diện gửi cho chị ổ bánh cũng như là những lời chúc mừng. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và ngày càng hát hay hơn nữa, được nhiều khán giả yêu mến hơn nữa chị nhé. Mà nên nhớ là hôm nay chỉ là sinh nhật lần thứ mười mấy thôi nha. Mười mấy thôi. Mười mấy thôi. Bởi vì em đâu có dám nói thêm chị là bốn mấy rồi đâu. Em xin lỗi, em xin lỗi chị. Em không muốn nói chị bốn mươi mấy đâu chị ơi. 32 mấy, dám nói người ta mười mấy. Không, có mười mấy thôi em, không lấy 2 mấy. Tâm thời buổi giờ là lấy mười mấy thôi. Ủa, dạ, thưa quý vị, nghệ sĩ không có tuổi. Đừng có đoán nữa Tâm ơi, đừng có đoán nữa. 31 rồi mà nếm nói mình, vậy. Mình bỏ qua cái vụ đúng tuổi rồi. Đi, mình lấy sinh nhật. Đừng có nói nữa, ha? Đừng có nói về tuổi tác nữa. Mà bây giờ, thường thường Cẩm Ly có một cái thói quen, chắc là fan đều biết. Thường thường là bánh sinh nhật mà fan làm ra thì sau khi mà chúc mừng hay là cái gì không thì thường thường nó có cái cây, nhưng mà giờ không có cái cây. Thì bây giờ mình không có cây, mình lấy cái tay được ha, cái cây dao á. Một. Làm gì ta? Muốn cắt bánh hả chị? Không không. Một. Trời ơi. Trời ơi. À nó phải vậy rồi, nó phải vậy đúng không? Trời ơi, tôi đang đói bụng. Mà đúng rồi, gặp em là em phải quét một miếng bánh quẹt lên mặt anh Nghĩa. Dạ, à, quét anh Nghĩa hả? Dạ. Rồi phải cấp lại 1 tiếng sau mình mới quay. Một tiếng sau mới quay. Cái điều đó chị Ly không có thích, không có like nha. Em đang đói bụng nhưng mà rất tiếc là em phải đang ăn kiêng. Cho nên bỏ qua chuyện này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Phiên Bản Hoàn Hảo rất vui khi được đón chào nữ ca sĩ Cẩm Ly là giám khảo khách mời. Dạ, bây giờ thì cho em về vị trí của mình cái. Dạ, em gửi cái bánh. Gì? Hai chị à? Hai chị, còn một anh sao bỏ hả? Bỏ anh à? Bỏ anh hả em? Dũng giống như con rơi. Lột ly. Người ta sinh nhật người ta có quyền. Sinh nhật người ta mà mình làm lố quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Thì đó, muốn tặng liền à.
dễ dãi lắm. Thôi nó hư cái áo, tội nghiệp. Ê, nhưng mà áo này áo mượn hay à? Coi chừng được không nha. Áo mua nè. Hèn. Trời ơi, qua đi em, qua đi em, qua đi em. Qua đi em. Ở đây hạ con ở đây nó không vô. Làm cho em làm cho. Đây. Rồi em đi em. Ôi. Còn nó không gì nè. Nè nó đẹp lắm. Đây nè, nó đỏ hơn nè. Chứ đây nè. Thôi. Trời đẹp lắm chị, đẹp chị. Tâm ơi Tâm, đem cho chị tôi cái chuỗi này nè. Nó mới vô. Trời cái này mà vô là vô lắm luôn á. Cái này đề nghị á. Như vậy nó mới đẹp đây nè. Đó. Mình đây mình rót, còn đây nó vậy. Cảm ơn chị. Chị ơi, chị làm ca sĩ thôi, chị đừng bao giờ làm stylist nha. Đừng bao giờ làm stylist nha chị. Để đem. Nói với tội nghiệp. Qua sinh nhật chị. Không, tội nghiệp nó bị sao le kìa. Thôi, không sao hết. Trả lại tâm. Rồi. Như vậy là chúng ta. Rồi đó chị. Rồi nè, xong rồi nè. À dạ. Xong rồi đó. Rồi được luôn. Đẹp đó. Qua sinh nhật của đại nhưng mà chị lỡ rồi em giờ nói trước luôn. Tức là sao bây giờ ở trên sóng mình đeo vậy rồi đến cuối giờ vô trong mình có trả lại không á? Cái đó tùy hảo tâm chị. Đúng rồi. Tùy cái hảo đó, tâm thôi. Tùy lòng hảo tâm chị Tư. Đó là vị giám khảo khách mời của chúng ta. Còn hai vị giám khảo quen thuộc của chúng ta. Hôm nay không biết sự thật là sinh nhật lần thứ bao nhiêu mà vẫn cứ ngây thơ. Chứ ai mượn anh nói vậy là thôi, sinh nhật lần vậy thứ thôi, giờ xé hả? Giờ xé hả? Người ta làm theo cái kiểu sinh nhật của mười mấy mà. À đó. Là người ta phải ngây thơ. Tự nhiên muốn hát tặng chị Cẩm Ly một bài 16 tuổi chị. Rồi. Sao Quang Dũng? Làm lung lay quá. Thật ra cũng không. Ly với Tâm thì chị em thì quen biết nhau nhưng mà ít chưa bao giờ mà ngồi chung một cái game hết. Thì cũng có nghe nói là Tâm cũng nói là chứ cũng chưa bao giờ được ngồi với chị Ly hết. Thôi vậy chị Ly ngồi chơi cho vui. Nhưng mà khi ngồi thì cũng nghe đồn là cô Tâm này cái tính cổ xưa giờ cô cũng gọi là tửng. Là chỉ vui chứ mà vậy là nghĩa gọi là bị khùng cũng bị lay đó. Cho nên là Tâm thì cái tính chắc là chỉ thoải mái, thích gì nói nấy, vui vẻ thôi. Thì lâu lâu cũng có việc làm việc chung, thấy cũng vui. Nhiều khi căng thẳng công việc quá, nhiều khi mình cứ nghiêm túc trong quá trong cuộc thi, cảm thấy cũng mệt mỏi lắm chứ. Cho nên là có những cái phút pha trò như vậy, cảm thấy cũng vui và thoải và nó bị giải tỏa cái tinh thần của tất cả thí sinh cũng như là ban giám khảo.